Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wayshop Channel ngày hôm nay. Và hôm nay thì mình sẽ nói về một loại BCA đang rất là phổ biến và hot trên thị trường hiện nay. Không ai khác đó chính là Extend BCA của Servation. Và chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ nói về review về công dụng của Extend BCA này. Và vị nào của Extend BCA sẽ là ngon nhất. Và cùng với công dụng của Extend BCA là gì, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Và rồi thì trước mặt mình đây là các cái dòng sản phẩm chính của Extend BCA, bao gồm Extend BCA thường và Extend BCA RIP, Extend Energy và cuối cùng là Extend Elite. Extend BCA thì nó chia ra thành rất là nhiều dòng sản phẩm khác nhau, và công dụng chính của nó thì nó vẫn sẽ là một loại BCA. Và mình sẽ nói qua lại về công dụng của BCA, tên gọi là tóm tắt của brand chain amino acid, với một chuỗi amino acid gồm 3 loại amino acid thiết yếu, tức là cơ thể con người chúng ta sẽ không tự sản xuất ra được, và chúng ta chỉ có thể bổ sung được bằng cách là phải các nguồn thực phẩm bên ngoài, ví dụ như thực phẩm bình thường như thịt, cá, các loại thực phẩm có protein, và loại thực phẩm bổ sung như là trước mặt mình đây là loại Extend BCA. Tác dụng chính của BCA sẽ là giúp chúng ta có thể phục hồi cơ bắp này, cung cấp các cái amino acid trực tiếp cho cơ bắp, giúp chúng có thể tổng hợp protein tốt hơn, xây dựng cơ bắp nhanh và hiệu quả hơn rất là nhiều. Tốc độ phục hồi cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Khi chúng ta sử dụng trong tập ấy, thì nó sẽ giảm độ mệt mỏi của cơ bắp, giúp nó duy trì được cái phong độ luyện tập tốt hơn, luyện tập được càng hiệu quả thì chúng ta sẽ càng nhanh chóng có được cái thân hình mà chúng ta đã mong muốn. Và những cái sản phẩm trên bảng của mình đây thì các bạn có thể chọn lựa sản phẩm tùy theo cái nhu cầu của mình. Ví dụ như nhu cầu các bạn chỉ cần một loại BCA giúp dùng trong tập này, giúp tăng cường hiệu suất tập luyện của các bạn, thì các bạn có thể sử dụng Extend thường với 7g BCA theo tỷ lệ 2:1 là cái tỷ lệ BCA tốt nhất bây giờ. Bởi vì và tất nhiên rồi, leucine sẽ là nhân tố chủ đạo và chiếm tỷ lệ 2. Hai nhân tố leucine, isoleucine và valine sẽ chiếm 1:1. Ví dụ ở trong Extend BCA có 7g BCA thì leucine sẽ chiếm 3.5g, còn hai nguyên tố còn lại sẽ chiếm 1.75g. Extend tự trong thành phần của Extend BCA thường ấy, thì nó sẽ chứa ngoài BCA 7g ra thì sẽ có chứa kali này, natri này, vitamin B6 giúp tăng tốc độ chuyển hóa năng lượng trong các tế bào, và citrulline 1g để giúp các bạn tăng khả năng bơm máu, tập luyện được mà sung hơn, mạnh mẽ hơn. Và tất nhiên rồi, có cả chất điện giải, cũng là chất điện giải để giúp các bạn tránh bị mất nước, qua đó thì giúp các bạn tập luyện được bền bỉ hơn, tốt hơn. Và tùy theo nhu cầu của các bạn, nếu các bạn muốn có thêm một chút khả năng tập trung và tỉnh táo thì các bạn có thể lựa chọn thêm cái sản phẩm như là Extend Energy này, thì nó được bổ sung thêm 125mg caffeine, và thế là mình nghĩ thế mà tương đối đầy đủ để các bạn có thể đạt được sự tập trung, tỉnh táo và tập luyện được mạnh hơn, tốt hơn ở các bài tập luyện tập sức mạnh. Còn nếu mà các bạn đang muốn cắt giảm cái lượng mỡ của mình đi trong lúc luyện tập được hiệu quả hơn, thì các bạn có thể xem xét sản phẩm Extend Rip. Extend Rip thì nó bổ sung thêm hai thành phần, đó là CLA 550mg và L-carnitine 500mg trong mỗi lần dùng. Một muỗng của nó sẽ là 16g. Với L-carnitine và CLA này thì nó sẽ giúp chúng ta có thể hỗ trợ đốt mỡ thừa vô cùng hiệu quả. Ngoài ra thì tất cả trong tất cả các thành phần, các sản phẩm của Extend BCA ấy, thì nó đều bổ sung glutamine, là một loại amino acid nó không thiết yếu, tức là cơ thể chúng ta có thể tự sản xuất được. Nhưng mà đối với những người tập luyện thể thao chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ tiêu thụ cái amino acid glutamine rất là nhanh, và nếu mà chúng ta được bổ sung thêm từ các nguồn bên ngoài thì nó sẽ rất là tốt cho việc phục hồi và phát triển cơ bắp. Và nắm bắt được điều đó thì Servation đã bổ sung thêm vào các sản phẩm của hãng của mình sẽ là thêm 2.5g glutamine để hỗ trợ chúng ta. Và cuối cùng thì mình muốn nói đến sản phẩm Extend Elite. Extend Elite thì chắc chắn rồi sẽ là sản phẩm tốt nhất của hãng Servation khi làm BCA. Và sản phẩm này thì có cái thành phần đặc biệt, đó là cái Pecco 2, là một công thức hỗn hợp của các loại thảo dược và nấm, thì nó sẽ giúp chúng ta có rất nhiều các công dụng như là giảm căng thẳng, mệt mỏi, giảm đau và chống lão hóa, tập luyện được sung hơn, mạnh hơn, tốt hơn rất là nhiều. Và cái thành phần Pecco 2 trong sản phẩm này thì sẽ chứa là 2mg. Ngoài ra thì sản phẩm này được bổ sung thêm cả beta-alanine là 1.6g cho mỗi lần dùng. Nhìn chung thì cái sản phẩm Extend
Elite này có thể coi như là một loại pre workout nhưng không chứa caffeine. Các bạn có thể sử dụng để các bạn dị ứng với caffeine, dùng trước tập hay sau tập, trong tập đều rất là hiệu quả. Rồi, thì mình đã vừa nói qua được về cái công dụng của Xtend BCAA và nó, nhưng mà cái một cái câu hỏi mà mình rất là hay thường gặp khi các bạn mua Xtend BCAA vậy là hương vị nào của Xtend BCAA sẽ là tuyệt nhất để có thể sử dụng, thì mình xin chia sẻ với các bạn rằng Xtend là một trong những hãng làm hương vị tốt nhất mà mình từng biết, và các hương vị của Xtend BCAA đều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì nếu mà cá nhân mình đánh giá các hương vị ngon nhất của Xtend thì chúng ta có thể kể đến là hương vị mâm xôi trên tay mình cầm và vị xoài, hoặc là một số vị kết hợp khác của xoài, ví dụ như là dâu xoài. Nó đều rất là, nó sẽ có vị hơi chua chua một chút, chúng ta tập luyện nó cảm giác được tỉnh táo hơn. Và ngoài ra thì nó sẽ không bị quá ngọt để chúng ta, bởi vì một số người thì người ta thích vị chua một chút và ngọt vừa phải. Nên chúng ta đang thưởng thức một món đồ uống được pha chế vậy, chứ không phải là chúng ta đang uống thực phẩm bổ sung nữa. Đánh giá chung của mình về sản phẩm Xtend BCAA và các dòng sản phẩm khác của Xtend BCAA, ví dụ như là Xtend Rip hay Xtend Energy hay Xtend Elite, thì nhìn chung đây là một trong những cái nhãn hàng sản xuất New Salvation là một trong những nhãn hàng sản xuất BCAA tốt nhất trên thị trường hiện nay. Và khi các bạn chọn Xtend BCAA thì mình khẳng định nó không phải là một sự lựa chọn, không bao giờ là một sự lựa chọn sai lầm. Với hương vị tuyệt vời, chất lượng rất là ổn, và khi dùng trong tập thì luôn luôn sung mãn với citrulline, thì Xtend BCAA là một loại BCAA dùng trong tập hay sau tập, trước tập hay bất kỳ thời điểm nào trong ngày đều rất là phù hợp cả. Các bạn chỉ cần pha một muỗng với tầm khoảng 500ml nước và có thể thực sự nón một cách dễ dàng và hiệu quả. Sản phẩm này thì có bán tại Way Shop, và bọn mình các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là nguồn gốc của sản phẩm khi có tem đảm bảo Way Shop. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.